Dính lên, bọc lót cho tao. Kìa, cẩn thận. Ra đây tôi bảo. Bác có chuyện gì đấy ạ? Cậu làm ồn, tôi không ngủ được. Cậu vô ý vừa thôi, cậu thiếu văn hóa đúng không? Nhưng mà bây giờ gần 10 giờ sáng rồi bác. Tôi ngủ đây được chưa? Cậu định hại chết tôi đúng không? Đi. Cô ơi, cô làm ơn có thể vặn nhỏ nhạc giúp cháu được không ạ? Mới 11 giờ tới. Nhìn các cô cậu ban ngày đi chơi cho lắm mà. Tối về đang ngủ sớm. 3 ngày nay rồi không được ngủ. Đấy là điều cô cậu nhất.